Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Chào mừng quý vị đến với lại chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay cùng với Mỹ Linh và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Ngày hôm nay đã quay trở lại với chương trình. Kính chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật vui khi theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Dạ, xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, thân ái chào cô Mỹ Linh, kính chào quý khán thính giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2022. Chúng tôi rất là hân hạnh trở lại với quý vị trong tin buổi tối của ngày thứ năm hôm nay. Xin kính chúc quý vị và cô Mỹ Linh có một đêm an vui và chúng ta bắt đầu với chương trình của tin buổi tối. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi bắt đầu những bản tin, không quên cảm ơn quý cơ sở thương mại đã bảo trợ, đó chính là Yao Marvel Resort and Casino ở San Manuel với 6.500 máy kéo có luôn cả bài bàn, hệ thống hotel resort đã khai trương để phục vụ cho quý vị. Kính mong quý khán giả nhớ ủng hộ. Và tiếp đến nữa là nhà hàng chay Di Lạc với tất cả những món ăn chay rất là hấp dẫn lại bổ dưỡng cho sức khỏe, nằm ngay trong khu người Việt của mình ở tại thành phố San Jose. Điện thoại là 408-238-8686, 408-238-8686. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, sau đây là những bản tin được gửi đến cho quý khán giả trong buổi tối ngày hôm nay. Mở đầu cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thân. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý khán giả, Trung Quốc đã tìm cách lăng mắng với tân tổng thống Hàn Quốc, lo ngại Hàn Quốc sẽ thay đổi chính sách đối ngoại dưới thời tân của tổng thống ông Yoon Suk-yeol. Bắc Kinh đang nỗ lực xích lại gần hơn với Seoul. Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 10 tháng 5 đã tiến hành lễ nhậm chức tại tòa nhà Quốc hội với 40.000 người tham dự, trong đó có nhiều nhà ngoại giao và chính trị quốc tế. Theo giới quan sát, ông Vương là người có một mối quan hệ thân mật với ông chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, từng được giao trọng trách dẫn dắt chiến dịch chống tham nhũng đã hổ diệt ruồi do ông Tập khởi xướng, và hiện giờ ông đang có mặt tại Hàn Quốc để có được một sự thân tình, đó là ông Vương Kỳ Sơn. Ông Vương Kỳ Sơn, trong bối cảnh mà một nước Trung Quốc chống đại dịch, chưa có bất cứ một quan chức lớn nào đi ra khỏi nước ngoại trừ ông Vương Nghị, nhưng ông Vương Kỳ Sơn kỳ này đến đất Nam Hàn đã trở thành một lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc đến thăm một nước khác trong vòng 2 năm qua. Như chúng ta đã biết rằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc là ông Triệu Lập Kiên đã nhấn mạnh Trung Quốc và Hàn Quốc đang sẽ là những nước láng giềng thân thiết. Chúng tôi cũng sẽ đối tác hợp tác quan trọng của nhau. Với sự liên lạc qua lại giữa Bắc Kinh và Seoul thì mối quan hệ có thể được tiến triển. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình cũng lo ngại nếu ông tân tổng thống của Nam Hàn ngã về phía Hoa Kỳ nhiều quá thì sẽ bất lợi cho Bắc Kinh. Do đó, việc đầu tiên là cái người thân cận nhất của Tập Cận Bình là Vương Kỳ Sơn đã có mặt tại Hán Thành. Đó là lý do tại sao là một người Trung Quốc đến Nam Hàn sớm như vậy. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến là bản tin liên quan đến Thượng viện đã certify, xác nhận ông Powell cho nhiệm kỳ thứ hai để làm người đứng đầu cơ quan dự trữ liên quan. Và đây là một cái cơ quan rất là quan trọng, nhất là trong khi tình hình kinh tế của chúng ta đang đối diện với tình trạng lạm phát chưa từng có trong vòng 40 năm qua. Thì đây là một cái chức vụ cầm cân nảy mực để có thể vực dậy nền kinh tế. Dĩ nhiên, bên cạnh những chính sách của Tổng thống, tại vì cơ quan dự trữ liên bang vẫn đi theo những chính sách của Tổng thống Joe Biden. Nếu như ông Joe Biden không có những chính sách tốt thì dù cơ quan dự trữ liên bang có cố gắng đến như thế nào cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên, cơ quan dự trữ liên bang đang thực hiện một cái biện pháp, đó chính là tăng lãi suất cho tất cả những cái tiền lời để mà họ có thể gọi là cân bằng lại tình trạng lạm phát. Đó là biện pháp mà họ đang thực hiện bây giờ. Khi Thượng viện ngày hôm nay đã bỏ phiếu để chính thức xác nhận người đứng đầu cơ quan dự trữ liên bang,
ông Jerome Powell sẽ tiếp nhận nhiệm kỳ thứ hai để lãnh đạo cơ quan này và cũng đồng thời là giám đốc của Ngân hàng Trung ương Fed để cố gắng vượt qua tình trạng lạm phát. Các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 80-19, tức là có đầy đủ tất cả các thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ bỏ phiếu. Ngoài ra thì ông còn được thêm 30 người thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa ủng hộ, chỉ có 19 người là không chấp nhận ông Powell để tiếp tục làm chủ tịch hội đồng của cơ quan dự trữ liên bang trong 4 năm nữa. Ông là người được cựu tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, và trong đó đặc biệt có thượng nghị sĩ Pat Toomey không hề bỏ phiếu. Và ông Powell là một đảng viên của đảng Cộng Hòa, đã tham gia vào những người điều hành của cơ quan dự trữ liên bang vào năm 2012 theo sự bổ nhiệm của cựu tổng thống Barack Obama, và cũng đã được cựu tổng thống Trump chọn vào năm 2017 để kế nhiệm bộ trưởng Bộ Tài chính là Janet Yellen đang thực hiện nhiệm vụ hiện nay. Ông đã giành được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình để chống lại áp lực của nền kinh tế với đại dịch COVID-19, cũng như là việc cắt giảm lãi suất trong khi nền kinh tế vững mạnh, cũng như là dưới thời của cựu tổng thống Trump là một nền kinh tế rất tốt. Và chính vì như vậy mà cơ quan dự trữ liên bang sẵn sàng giảm đi phân lời gọi là thấp nhất trong lịch sử, thấp nhất đến nỗi mà những người mà khi mà refinance lại có thể chỉ có 2.75, thậm chí có người được 2.50, 2.25%, lần đầu tiên giảm tới như vậy luôn. Tại vì trước đó nền kinh tế rất là tốt, cho nên là đại dịch có thể giảm tới như vậy, nhưng bây giờ tình trạng lạm phát cao thì lại đẩy cái phân lời lên. Đó là cách mà bên phía cơ quan dự trữ liên bang đang làm. Và với việc chứng nhận certify ông Jerome Powell thì người ta vẫn tin tưởng vào khả năng của ông và hy vọng rằng ông sẽ cùng với lại chính quyền của Tổng thống Biden có thể cứu vãn nền kinh tế hiện nay. Và quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, kính thưa quý vị, như một bản tin mà cách đây 2 ngày chúng tôi đã loan tin rằng đại sứ của Nga đã bị tạt sơn ở tại Ba Lan, thì ngày hôm nay Ba Lan đã lên tiếng vụ đại sứ Nga bị tạt sơn. Ngoại trưởng Ba Lan chỉ trích vụ tạt sơn đại sứ Nga Andrews, song Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan nói có thể hiểu được cảm xúc của người biểu tình. Các nhà ngoại giao phải được hưởng sự bảo vệ đặc biệt, bất kể các chính sách mà chính phủ của họ theo đuổi như thế nào. Ngoại trưởng Ba Lan là ông Zinio Rau lên tiếng sau khi đại sứ Nga là Sergei Andrews đã bị tạt sơn ở thủ đô Warsaw màu đỏ hôm 9 tháng 5. Đây được gọi là một sự việc vô cùng tệ hại. Tuy nhiên, phát ngôn viên chính phủ của Ba Lan là Piotr Müller hôm ngày 10 tháng 5 cho biết có thể hiểu được sự tức giận của những người biểu tình tấn công đại sứ Nga Andrew và không có lý do gì để chỉ trích hành vi của họ. Người phát ngôn nói thêm, Nga nên tránh khơi dậy những cảm xúc giận dữ như vậy. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marie Kamischke cũng đăng trên Twitter cuộc tập hợp của những người phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là hoàn toàn hợp pháp. Cảm xúc của những người phụ nữ Ukraine tham gia biểu tình, những người có chồng đang chiến đấu để bảo vệ tổ quốc là điều dễ hiểu. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan nói, giới chức nước này trước đó đã cảnh báo đại sứ Nga Andrew không nên tới đặt vòng hoa tại nghĩa trang chiến sĩ Liên Xô ở Warsaw hôm ngày 9. Sau khi đại sứ Andrew bị tạt sơn đỏ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Nga là Maria Zakharova đã lên án hành động này và nói rằng những kẻ ái mộ chủ nghĩa tăng phát xít lại cho thấy bộ mặt của mình. Như tôi đã từng nói, chúng tôi sẽ không bị uy hiếp. Cư dân châu Âu hẳn phải can đảm để thấy được sự kiện như thế này ở tại tất cả những nơi mà chiến tranh đang xảy ra. Và kính thưa quý vị, sự kiện này nó đã tạo nên một cái mối bất hòa giữa Ba Lan và nước Nga. Vốn dĩ trước đây thì Ba Lan đã cương quyết chống lại nước Nga khi mà nước Nga đã giấy quân để mà xâm lăng Ukraine, và sự kiện này là càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho tình hình càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý vị, tiếp đến là bản tin liên quan đến việc là có hai giám đốc điều hành hàng đầu của công ty Twitter đã rời khỏi công ty sau thương vụ của tỷ phú Elon Musk. Và hai trong số các nhà lãnh đạo hàng đầu của Twitter đã thông báo vào ngày hôm nay rằng họ sẽ rời khỏi công ty sau khi công ty chuẩn bị cho cái sự điều hành sắp diễn ra của Elon Musk. Kayon Bigpour là tổng giám đốc sản phẩm tiêu dùng của Twitter
sẽ được thay thế bởi Jay Sullivan, người đã tạm thời đang giữ vai trò đó. Và đến nay thì ông Pete Buhl đã nói rằng làm gián đoạn thời gian nghỉ làm cha của tôi để chia sẻ một số tin tức cuối cùng liên quan đến Twitter. Tôi sẽ rời công ty sau 7 năm. Và tiếp đến là người đồng sáng lập của Periscope là tweet rằng sự thật đây không phải là cách thức và thời điểm mà tôi tưởng tượng rằng mình sẽ phải rời khỏi Twitter và đây không phải là quyết định của tôi. Parrot đã yêu cầu tôi rời đi sau khi tôi biết rằng anh ấy muốn đưa đội banh của chúng tôi, tức là công ty Twitter, đi theo một hướng khác. Và Parrot Agrawal cũng như Bruce Flack là tổng giám đốc phụ trách về mặt doanh thu của công ty cũng đã thông báo về việc rời đi vào ngày thứ năm. Và tôi muốn dành một chút thời gian để cảm ơn tất cả những người đã hợp tác cùng với tôi và may mắn đã được làm việc cùng nhau trong suốt 5 năm qua. Và chúc thời gian này để cảm ơn tất cả. Đồng thời nói thêm rằng ông đã được Arrow cho rời đi. Và sự ra đi của hai tổng giám đốc điều hành sau khi mà Elon Musk xuất hiện đã làm cho công ty Twitter cũng có thể mất đi những người mà gọi là ngay từ đầu những người lập quốc công thần của Twitter. Nhưng mà bây giờ đây khi mà thương vụ đã được bắt đầu với 44 tỷ rồi thì không cách nào có thể gọi là làm lung lay ý chí của Elon Musk để mà nắm được Twitter nữa. Và khi mà tỷ phú Elon Musk nắm được Twitter, có thể Twitter sẽ đi theo một hướng khác, sẽ mở rộng hơn, open hơn, và người ta biết đâu sử dụng Twitter nhiều hơn để sẵn sàng nói lên tiếng nói của mình mà không sợ sẽ bị những cái red flag, những cái kịch, những cái lá cờ để mà nói rằng ô, đây là thông tin cần phải được kiểm tra, hay là sẽ bị xóa đi những cái dòng mà tweet của mình. Có lẽ người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn chắc. Và đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính mời quý khán giả tiếp tục vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi để theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị có thể theo dõi ở trên Facebook cũng như trên YouTube VNATV. Xin kính mong quý vị nhớ share cho mọi người cùng coi, rồi nhớ comment vào, rồi bấm like để cho chương trình nữa. Và đặc biệt chúng tôi cũng phát hình ở trên hệ thống của Roku Box. Mọi chi tiết về Roku Box quý vị có thể liên lạc ở số là 7146629696 hoặc là 7147973235. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, chương trình đặc biệt này của chúng tôi cũng hân hạnh được bảo trợ bởi hãng xe Kia. Hãng xe Kia với dòng xe điện 100% EV6 lần đầu tiên được sản xuất bởi hãng xe Kia rất là tốt, 100% điện nhưng mà chạy rất là mạnh, có thể đi đến hơn 300 miles mới cần phải sạc bình lại. Và khi mà quý vị muốn sạc bình đó đầy lại thì rất là nhanh, cho nên quý vị có thể tìm hiểu thêm tại các đại lý của hãng xe Kia trong vùng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến vẫn là những bản tin hấp dẫn cho buổi tối ngày hôm nay, tiếp theo cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn quý vị Linh. Kính thưa quý vị, nói đến tình trạng dân chúng và Ukraine, họ rất là chật vật trong cơn thiếu nhiên liệu. Khi xung đột ở Ukraine bước sang tháng thứ 3, tình trạng thiếu nhiên liệu đang lan rộng tại nước này khiến cho cuộc sống của người dân thêm khó khăn. Hình ảnh cả một dòng người xếp hàng dài tại các trạm xăng càng ngày càng phổ biến khắp nơi. Từ những thành phố lớn đến các ngôi làng nhỏ, nhiều trạm xăng đã đóng cửa vì không còn đủ nhiên liệu để bán. Trong bối cảnh nguồn cung trở nên khan hiếm và chính phủ ban hành quy định về lượng xăng tối đa một người được phép mua, lòng kiên nhẫn là thứ duy nhất để có thể giúp cho các tài xế Ukraine đổ đầy bình xăng. Một người tài xế Yusufchuk, 35 tuổi, đã xếp hàng đợi suốt 2 giờ để đổ xăng cho một chiếc xe Mercedes tại một trạm xăng gần cơ quan mà ở tại nơi này thuộc ngoại ô của thành phố Lviv. Rất khó tìm trạm xăng. Tôi thực sự sốc. Tình trạng này là thiếu hụt nhiên liệu đang càng ngày càng trầm trọng hơn tại Ukraine, khi mà giao tranh phần lớn đang chuyển sang vùng Donbass ở phía đông và cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường ở miền trung và miền tây của đất nước. Các cuộc không kích của Nga vào một số kho nhiên liệu và nhà máy lọc dầu duy nhất
đang hoạt động ở thành phố miền Trung Kremenchuk đã làm trầm trọng thêm tình trạng hoạt động kém hiệu quả và dễ tổn thương của ngành dầu khí Ukraine. Ukraine phụ thuộc vào các sản phẩm xăng dầu nhập xuất nhiều hơn là khí đốt. Edward Chow là chuyên gia về an ninh năng lượng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ cho biết, sau khi tuyên bố độc lập năm 1991, Ukraine kế thừa từ Liên Xô khoảng 6 nhà máy lọc dầu có khả năng hoạt động đầy đủ. Nhưng trong 30 năm qua, do thị trường năng lượng hoạt động kém hiệu quả, trong đó có một phần nguyên liệu đến từ tình trạng tham nhũng, hầu hết các nhà máy lọc dầu đều đã phá sản, ngoại trừ một số cơ sở lớn ở Kremenchuk, thành phố bên bờ sông của Dnipro. Ông cho biết như vậy. Ông ước tính Ukraine chỉ lọc được khoảng 30% lượng dầu và điều đó đã không đủ cung ứng cho người dân hiện tại, bởi vì trước đây thì Ukraine cũng có thể nhập từ nước Nga nữa. Trong tình trạng giữa Nga và Ukraine căng thẳng, thành thử nhiên liệu không thể có đầy đủ để cung ứng cho xe ô tô cũng như là các nhà máy hoạt động về vấn đề kỹ thuật, kỹ nghệ. Đây là tất cả những điều mà chúng ta biết chỉ là một trong vấn đề nhiên liệu, trong khi đó thực phẩm cũng như những nhu yếu phẩm khác của người dân trở thành một cái vấn đề quan trọng, và đó là một điều mà chúng ta thấy rất là tội nghiệp cho người dân Ukraine. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Tiếp đến là bản tin cũng liên quan đến Ukraine, thưa quý vị. Khi mà Ukraine đã tái chiếm lại được các thị trấn làng mạc ở phía bắc của Kharkiv, Bộ Quốc phòng của Anh ngày hôm nay đã cho biết các lực lượng Ukraine đã chiếm lại được một số ở tất cả các làng mạc thị trấn ở ngay phía bắc của thành phố Kharkiv, nơi lực lượng của Nga đã phải rời đi do họ cố gắng đến với lại khu vực Donbass để mà chiếm giữ ở đây, cho nên là làm cho cái lực lượng của Nga ngay tại khu vực của Kharkiv mỏng dần, và cuối cùng thì quân đội của Ukraine có cơ hội và họ tái chiếm lại tất cả các khu vực này. Và khi mà tái chiếm lại được các làng mạc cũng như là thị trấn ở ngay khu vực Kharkiv thì họ sẽ đưa lực lượng của Ukraine tới được bờ sông Siversky Donets và tạo thành một cái chốt chặn rất là hiệu quả để bảo vệ sườn phía tây, nơi tập trung lực lượng chính của Nga, và nơi đây chiếm giữ cái tuyến đường chính huyết mạch của Nga để mà vận chuyển tiếp tế lương thực cũng như đạn dược. Và nếu như họ chiếm được khu vực này, có nghĩa là Nga sẽ rất là khó khăn để có thể tiếp vận được nhiên liệu cũng như là lương thực cho các binh sĩ. Và theo cái Bộ Quốc phòng của Anh kết luận rằng là sự việc mà lực lượng của Nga rút khỏi thành phố Kharkiv Oblast là sự thừa nhận ngầm về việc Nga không có khả năng chiếm được các thành phố quan trọng của Ukraine, nơi mà họ mong đợi một sự kháng cự nhỏ lẻ từ những người dân cư, nhưng cuối cùng họ đã không thành công. Và Bộ Quốc phòng của Anh gần đây cho thấy được các kế hoạch của Nga nhằm hợp pháp hóa quyền kiểm soát ở khu vực của Kherson, là khu vực thân Nga ở phía nam của Ukraine. Và ngày thứ tư thì các nhà lãnh đạo của Kherson cũng cho biết họ đã cầu xin Tổng thống Nga Vladimir Putin để khu vực này trở thành một phần của Nga. Và cuộc xâm lược của Nga và Ukraine bắt đầu hồi tháng 2 đã khiến cho hàng nghìn người ở cả hai bên thiệt mạng và gần 6 triệu người dân của Ukraine phải đi di tản. Mà bây giờ các lực lượng của Ukraine dường như là đã có những cái chiến thắng rất là quan trọng, nhất là có thể cắt được đường tiếp vận của Nga, là một cái sự thành công rất là lớn. Và đây là bản tin rất là gọi là chính xác mà bên Bộ Quốc phòng của Anh đã đưa tin ngày hôm nay. Và quay trở lại với tiến sĩ Hồng Dũng thêm. Dạ vâng, bản tin kế tiếp, thưa với cô Mỹ Linh cùng tất cả quý vị. Người sáng lập Twitter ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm Tổng thống Donald Trump. Ông Jack Dorsey, người sáng lập Twitter, đồng tình quan điểm không nên cấm vĩnh viễn người dùng sau khi ông Elon Musk bày tỏ mong muốn dỡ bỏ lệnh cấm đối với Tổng thống Trump. Lệnh cấm vĩnh viễn người dùng nhìn chung là thất bại của chúng tôi và không có tác dụng. Jack Dorsey, cựu CEO và cũng là người đồng sáng lập Twitter, đăng trên mạng xã hội ngày hôm 10 tháng 5. Đồng thời chỉ ra số trường hợp ngoại lệ sẽ bị cấm vĩnh viễn như thao túng mạng và hành vi bất hợp pháp. Bình luận của Dorsey được đưa ra sau khi tỷ phú công nghệ Elon Musk nói rằng sẽ đảo ngược vĩnh viễn lệnh cấm với cựu Tổng thống Donald Trump nếu hoàn tất vụ mua lại Twitter. Thương vụ mua lại Twitter với giá 44 tỷ Mỹ Kim của giám đốc Tesla vẫn cần chờ sự ủng hộ của các cổ đông và cơ quan quản lý. Tuy nhiên, ông nhiều lần nói về giảm bớt kiểm duyệt nội dung hoặc up lệnh,
đình chỉ sự sử dụng tạm thời thay vì lệnh cấm vĩnh viễn. Cựu Tổng thống Donald Trump đã bị loại khỏi Twitter và các nền tảng trực tuyến khác vào tháng Giêng năm 2020 sau khi những bài đăng và bài báo phát biểu của ông bị cho là thúc đẩy cuộc bạo loạn ở đồi Capitol nhằm ngăn chiến thắng của ông đối với ông Joe Biden. Liên minh tự do dân sự Hoa Kỳ ủng hộ quan điểm của CEO Tesla. Elon Musk phải đưa ra lời kêu gọi đúng đắn. Anthony Romero, giám đốc của tổ chức này nói, dù muốn hay không, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn là một trong những nhân vật chính trị quan trọng nhất ở Hoa Kỳ và công chúng rất quan tâm tới những lời phát biểu của ông ấy. Elon Musk tranh luận rằng lệnh cấm vĩnh viễn trên Twitter là rất hiếm và chỉ dành cho các tài khoản rác, lừa đảo hoặc chạy bởi các chương trình phần mềm. Điều đó không có nghĩa là mọi người có thể nói bất cứ điều gì mà họ muốn. Ông Musk lập luận, nếu họ nói điều gì bất hợp pháp hoặc mang tính chất phá hoại thế giới, có lẽ phải đình chỉ tạm thời, ẩn bài đăng hay hạn chế mức độ tiếp cận. Cựu Tổng thống Donald Trump trước đó công khai tuyên bố ông sẽ không trở lại Twitter, thay vào đó gắn bó với mạng xã hội riêng dù nó không thu hút được nhiều sự chú ý. Đó là những gì mà bây giờ Twitter cũng muốn ông Donald Trump trở lại, bởi vì thưa quý vị, cả 100 triệu người theo dõi ông Donald Trump đâu phải là ít, mà 100 triệu người mà theo dõi thì chắc chắn là Twitter sẽ vô cùng lợi. Đừng có giỡn chơi với một người mà có hàng trăm triệu follower. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn Thứ sĩ Hồng Dũng. Kính thưa quý vị, tiếp đến nữa là một đám cháy có tên là Coastal Fire đã phá hủy ít nhất 20 ngôi nhà tại Orange County của chúng ta. Một người lính cứu hỏa làm việc đã gọi là đang cố gắng để mà cứu một cái đám cháy ở tại La Nuganigal. Và ở đây đám cháy rất là lớn và nó lan đi thật là nhanh với sức gió lên đến 30 mile một giờ ở trong khu vực. Và ngay cái bờ biển là Nuganigal đó thì là một nơi đẹp lắm và có nhiều khách du lịch, nhưng mà trong mùa khô hạn rất là nghiêm trọng diễn ra ngay toàn bộ các khu vực của miền Tây nước Mỹ, và đặc biệt là có gió nổi lên nữa thì làm cho đám cháy ngày càng bùng phát rất là mạnh mẽ. Và cảnh sát trưởng của nhóm cứu hỏa của quận Cam là Brian Fatnessy đã cho biết là đám cháy này là xảy ra từ những cái cây cây nhỏ bụi gai đó, và nó bốc lên đầu từ đó nó lan đi rất là nhanh. Và dù một người lính cứu hỏa cứ phụ trách một cái khu vực như vậy, cứ một người lính cứu hỏa phụ trách một cái căn nhà vậy rồi cố gắng xịt, rồi xong đó là có người tiếp viện tới rồi họ làm liên tục, nhưng mà đến bây giờ thì vẫn chưa có thể kiểm soát tốt được cái đám cháy, tại vì nó vẫn còn đang lan rộng rất là nhanh. Và bây giờ là 20 ngôi nhà đã bị thiêu rụi rồi. Và mà quanh năm đều có những cái vụ cháy rất là lớn, và Atlas là trong khu vực này là có 4 vụ cháy gần đây đã minh chứng cho cái tình hình thời tiết rất là xấu. Các lệnh di tản đã có hiệu lực đối với khu vực của Coronado Point Drive, rồi vùng Vista Court cũng như là Via La Rosa ở khu vực của La Nuganigal, và một cái khu vực nữa đã gọi là trung tâm của những người di tản có thể tập trung đến đó để mà biết thân nhân của mình ở đâu, rồi không biết đi đâu thì tập trung về cái khu vực đó. Thường là họ chọn những cái trường học đó thì đến để mà được giúp đỡ, chứ nếu không tự nhiên bắt buộc phải đi ra khỏi nhà mình liền thì đôi khi họ bối rối, thì ngay lập tức đã có một cái trạm dừng, một cái trạm cứu cấp để được đặt ra mọi người đến đó. Tạm thời mọi người đang được kêu gọi phải dời đi với lại một cái đám cháy rất lớn như thế này, gây sức ảnh hưởng mạnh lắm. Và chúng tôi thấy là có những cái thông tin rất là quan trọng mà người ta cũng gửi đến những cái alert đó, những cái message cho quý vị, thì nhớ là chú ý cái phone của mình. Khi mà nghe cái tiếng phone reng 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 lên á, mà để bảo vệ đó, thì ngay lập tức là quý vị phải chạy đi liền. Là khi mà nghe tiếng chuông đó là đừng có hay là lơ là nha, tại vì khi họ báo cho mình, alert cho mình, có nghĩa là mình phải tuân thủ. Thưa quý vị, cảm ơn quý khán giả rất nhiều, và đến đây thì xin kính mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10, 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.
Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi để theo dõi tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được phát hình ở trên hệ thống của YouTube cũng như trên Facebook và cả Roku Box nữa. Kính mời quý khán giả nhớ theo dõi nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một cái thông báo ngắn cho cái ngọn lửa mà chúng tôi vừa mới nói đến, đó là Coastal Fire đó, thì Orange County đã có được một cái nơi gọi là Emergency Place để mà quý vị gọi là được đỡ đó, để mà được bảo vệ đó, thì quý vị có thể tìm đến những cái nơi nào giúp đỡ mình bằng cách vào trong website của ocsheriff.gov, ocsheriff.gov rồi / Coastal Fire, Coastal Fire, rồi hoặc là quý vị gọi đến số phone là 714-628-7085, 714-628-7085 để được sự giúp đỡ, sẽ hướng dẫn nơi nào là cái nơi an toàn để mà giúp cho quý vị đến để mà lánh, tại vì họ đang tìm được những cái nơi gọi là emergency room để cho quý vị có thể ở đó để được giúp đỡ nha. Một lần nữa số phone là 714-628-7085. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp đến vẫn là những bản tin hấp dẫn cho buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo cùng với tiến sĩ Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng. Đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ là bà Jill Biden đã gặp đệ nhất phu nhân của Ukraine, Olena Zelensky, tại Uhorosh hôm 8 tháng 5 là ngày Mother Day. Tờ CNN cho biết ngày 8 tháng 5, đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ là Jill Biden đã có chuyến thăm không báo trước tới thành phố Uhorosh phía tây nam của Ukraine. Phu nhân Jill Biden đã gặp mặt với đệ nhất phu nhân của Ukraine là Olena Zelensky tại một trường học hiện đang dùng làm địa điểm sinh sống cho người tị nạn Ukraine. Trong cuộc gặp, phu nhân Jill Biden đã nói rằng: "Tôi muốn đến Ukraine vào ngày lễ mẹ là ngày Mother Day đó. Tôi nghĩ điều này quan trọng nhất cho người dân Ukraine thấy được cuộc chiến phải được chấm dứt. Người dân Hoa Kỳ sẽ luôn luôn sát cánh với người dân Ukraine." Đáp lại, phu nhân Olena Zelensky cũng nói lời cảm ơn chân thành với phu nhân đệ nhất Jill Biden. "Đầu tiên tôi muốn cảm ơn bà vì hành động vô cùng dũng cảm này. Đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ đã đến Ukraine một trong một chuyến đi mà vị đệ nhất phu nhân Ukraine bày tỏ là ngày của mẹ là một ngày mang tình thương, biểu tượng của đất nước chúng tôi. Ukraine cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Hoa Kỳ trong cuộc gặp mặt không báo trước đặc biệt quan trọng như thế này. Hiện vị đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ đang có chuyến thăm 4 quốc gia châu Âu, bao gồm các trại tị nạn Romania và Slovakia. Bà Joe Biden là một trong những nhân vật cấp cao của Hoa Kỳ và cũng là người đầu tiên trong gia đình Tổng thống Joe Biden tới thăm Ukraine kể từ khi cuộc xung đột xảy ra vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý vị, tiếp đến là bản tin liên quan đến những ông bố ở tại Texas bị bắt sau khi lên tiếng tại các cuộc họp của hội đồng trường học, tức là các học khu đó, thì bây giờ họ đã kiện học khu hành chánh vì vi phạm quyền tự do ngôn luận. Hai người bố ở Texas đã bị bắt vì cáo buộc là gây rối tại các cuộc họp của hội đồng trường học Round Rock Independent School District, đã để đơn kiện lên tiểu bang để mà để đơn kiện lên liên bang luôn, thưa quý vị, đã chống lại học khu hành chính này và cũng như các vị đại diện học khu vì đã phạm vào cái tu chánh án thứ nhất của hiến pháp, đó là quyền tự do ngôn luận. Và một trong những người bố bị bắt đó là Jeremy Story đã nói với lại Fox News Digital rằng xu hướng chung về cơ bản đó là âm mưu của nhiều người trong số họ là xóa bỏ và giới hạn quyền công dân của những người công dân mà không có đồng ý kiến với họ. Rồi cuối cùng họ đã đi rất là nhiều thời gian để bịt miệng những bậc cha mẹ không đồng ý với họ và cuối cùng là che giấu hành động tội ác của họ. Đó là trong đơn kiện thì ông Story và ông Dustin Clark đã tuyên bố học khu hành chánh 5 thành viên của hội đồng quản trị cũng như giám đốc điều hành, tức là superintendent của học khu là Half That Azire và các thành viên của lực lượng cảnh sát học khu đều đã vi phạm cái quyền tu chánh án số 1 của họ và tu chánh án số 14 và 42 của bộ luật ở Hoa Kỳ năm 1980.
83, họ cũng tuyên bố hội đồng nhà trường cũng như là những người gọi là bị cáo có liên quan đều có hành động bất hợp pháp trong việc đã gọi là thuê cái người supervisor đã làm Azair đã thông qua việc tăng thuế và sắp xếp các việc là bắt giữ họ, cho nên làm họ phải kiện để mà được nói lên tiếng nói của một bậc cha mẹ trong một cuộc họp của hội đồng học khu để có thể bảo vệ. Tại vì cái người superintendent rất là quan trọng trong cái việc là phải hướng dẫn học khu như thế nào. Đây là những người được trả lương nhiều nhất trong học khu. Có những học khu mà trả tiền có thể lên đến 400-500 ngàn một năm, giống như học khu Santa Ana là trả cỡ đó, rất là nhiều tiền, rồi phải điều hành rất là tốt, và đặc biệt đây là những người mà có học vị rất là cao. Nhưng mà bây giờ ông kiện luôn, và không những vậy, kiện luôn các vị gọi là board member của học khu, kiện hết luôn, kiện luôn cảnh sát. Tại vì nói ra các vụ kiện này cũng tuyên bố hội đồng quản trị đã không có các hoạt động công khai và vi phạm đạo luật gọi là cuộc họp mở rộng của Texas bằng cách cố ý bí mật và quyết định rằng Azizire nên được thuê trong một cái cuộc bỏ phiếu giả mạo sau đó, mà trong khi đã không có công khai cái việc họ sẽ tuyển chọn ai để làm superintendent. Trong đơn kiện thì ông Story và ông Clark cũng yêu cầu một lệnh cấm tạm thời và lệnh của tòa án ngăn các bị đơn có thể có những cái hành động nào đó với ông. Tức là ông xin một cái retirement order để mà có thể cách xa ông ra, không có làm nguy hiểm. Và đây cũng là một cái điều rất là quan trọng, và chúng ta sẽ theo dõi những bản tin này để xem thử là liệu rằng học khu của Texas sẽ giải quyết như thế nào đối với vấn đề này. Và quay trở lại với tiến sĩ Hồng Dũng thân. Thưa quý vị, ngày hôm nay các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại khu vực châu Âu đã thông qua việc đóng cửa văn phòng của tổ chức này tại Nga, đồng thời tạm dừng các hội nghị ở nước này. Nghị quyết đã được thông qua với 43 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 2 phiếu trắng nhằm phản đối lại sự xâm lược của Nga tại Ukraine. Nghị quyết nhận được sự ủng hộ của Ukraine và Liên minh châu Âu. WHO nhấn mạnh việc quân đội Nga tấn công Ukraine đã gây ra vô số thương vong về người, tình trạng khẩn cấp về y tế tại Ukraine, tình trạng các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh cấp tính. Cũng trong ngày này, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố họ sẽ không tới dự phiên họp đặc biệt của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc liên quan đến vấn đề Ukraine. Ngay trước đó một ngày, Hội Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tức là UNHRC, cũng cho biết họ sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt theo yêu cầu của Ukraine để thảo luận về vấn đề nhân quyền của nước này. Cách đây không lâu, Nga cũng đã bị loại khỏi Hội đồng Nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc vì gây ra cuộc chiến hết sức là đau lòng cho người dân Ukraine. Đó là điều mà lần lần các tổ chức lớn sẽ loại Nga ra khỏi những thành viên, đặc biệt là những vấn đề về y tế, kể cả giáo dục, và tương lai có thể sẽ loại khỏi những vấn đề hành chính cũng như là tài chính quốc tế. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý khán giả, trước khi gửi đến cho quý vị bản tin thì chúng tôi cũng không quên nhắc nhở cho quý vị đây là tháng vinh danh văn hóa của người Á Châu, và cũng như đặc biệt là của những người Hawaii gốc bản địa, rồi người dân bán đảo Thái Bình Dương trên khắp nước Mỹ. Và đây là một cái tháng rất là quan trọng, cho nên chúng tôi cũng xin gửi đến cho quý vị một thông báo của tổ chức gọi là AANHPI, tức là tổ chức để mà vinh danh những người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, bản tin này cho thấy vaccine COVID-19 vẫn là một cách để chúng ta vinh danh di sản cộng đồng và gia đình trong tháng di sản văn hóa Á Châu. Tính đến ngày 12 tháng 5, thì CDC cho biết là có 258 triệu người thuộc mọi lứa tuổi đã được gọi là tiêm vaccine, và họ đã lựa chọn để mà tiêm vaccine. Hiện tại có hơn 12,8 triệu người châu Á không phải là gốc Tây Ban Nha, và 618.000 người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương từ 5 tuổi trở lên đã tiêm được ít nhất một mũi vaccine. Thêm vào đó, 95% người Mỹ cao tuổi đã được tiêm vaccine, cụ thể là 56,5 triệu người lớn từ 65 tuổi trở lên. Đây là một thành tích đáng kể để bảo vệ người cao niên trong cộng đồng của chúng ta kể từ năm ngoái.
Và mặc dù là cộng đồng người Á Châu cũng như là người Hawaii bản địa và những người của châu Á Thái Bình Dương là có gọi là đi tiêm vaccine ít nhất đã là một liều COVID-19 cao hơn so với sắc dân Hoa Kỳ, nhưng mà khoảng 39% người châu Á đủ điều kiện và hơn 52% người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương vẫn cần phải tiêm mũi booster. Cho nên đây là lúc để mà chúng ta giữ gìn di sản văn hóa của chúng ta bằng cách là tiếp tục tiêm vaccine. Không chỉ là tiêm, dĩ nhiên chúng ta đã tiêm đầy đủ vaccine rồi, thì bây giờ chúng ta cần phải tiêm được cái mũi booster, như vậy thì mới là chắc chắn. Và hãy nói chuyện với các bác sĩ, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe địa phương nếu cần bất kỳ các dịch vụ nào liên quan đến vaccine cũng như là mũi booster. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý khán giả, chúng tôi cũng gửi đến thông báo cho quý vị luôn rất là quan trọng, và đó chính là một cái buổi hội thảo dành cho phụ huynh. Con của quý vị đang nghĩ gì? Chương trình này được diễn ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2022 từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ tối. Có ăn nhẹ vào lúc 6 giờ tại trung tâm mục vụ Lambert, địa chỉ 12211 Magnolia thuộc thành phố Garden Grove. Mọi chi tiết xin mời liên lạc với ông Chim Hùng 714-380-4689, 714-380-4689. Một chương trình hội thảo rất hay dành cho quý cha mẹ 13 tháng 5 năm 2022 nha quý vị, lúc 6 giờ 30 cho đến 9 giờ. Kính mời quý khán giả ngày mai nha quý vị, 6 giờ 30 cho đến 9 giờ, hội thảo dành cho quý phụ huynh để biết con của quý vị đang nghĩ gì. Dạ, cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui và bình an. Dạ, xin kính chào tiến sĩ Hồng Dũng, cảm ơn anh. Dạ vâng, chào buổi tối cô Mỹ Linh cùng tất cả quý khán giả. Kính chúc quý vị có một đêm an lành, một bữa cơm tối thật là đầm ấm bên gia đình, và tất cả những gì an lành nhất sẽ đến với quý vị trong đêm hôm nay.